Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình. Rồi, ok anh em này. Hôm nay mình lại tiếp tục vào để chia sẻ cho anh em một cái công thức, gọi là công thức chơi theo lịch sử phiên anh em nhé. Thì vừa rồi, ca trước thì mình triển khai và đã win tay xỉu 10 và xỉu 9 vậy. Thật sự là nó quá là đẳng cấp luôn anh em nhé. Đấy. Thì bây giờ mình lại chia sẻ cho anh em vẫn là chơi theo công thức lịch sử phiên này, em nhé. Đấy. Bây giờ mình triển khai ở bên bàn xanh đi anh em này. Bàn xanh này, em nhé. Quên lại vào bàn đỏ này. Nhầm nhỡ này chết giờ. Đấy, bàn xanh là đang đi một quả cầu là khá đẹp thôi. Tay sau mình triển khai anh em nhé. Tay này bỏ qua này. Bây giờ vào tính lịch sử phiên nó cũng khó nên là đó là hơi lâu. Quả này nghiêng về xỉu nhiều anh em ạ. Ai chào tài rồi. Quả này tài 15 anh em nhá. Rồi xem lịch sử phiên của nó làm sao. Tài 15 một tay đầu tiên đi xỉu này. 15 đi xỉu này. Đấy, 15 là về xỉu 8 anh em nhá. Tay sau 15 đi xỉu 10 này. Mới có hai tay nhỉ. Ai chào căng nhờ. Quả này tài 15 thì mình hai tay xỉu rồi anh em ạ. Quả này thôi cứ bắt xỉu anh em nhá. Đội hình ra sân của mình có 7 củ 9 thôi anh em ạ, nên là mình phải đánh nhẹ nhàng nhá. Đấy, mình làm 9 lốp đầu tiên anh em ạ. Đấy. Cái công thức này thì chia sẻ cho những em tân thủ mà mình chiến nhá. Tay sau tay này mà hút tay sau xỉu tài 15 lại đánh xỉu luôn. Rồi ok, quả này tài 12 gãy tay đầu đấy, hơi khó anh em ạ. Tài 12 thì bú chắc rồi anh em nhá. Ai cũng ít ra tài 12 anh em này, vãi cả trường tài 12. Đi tài này. Tài 12 về tài 12, 12 lại 12 lại về 13. Tài 12 đi tài 11. Thì quả này 12 thì thôi cứ chiến tài anh em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cầu nó đang bệt tài anh em ạ. Đấy, cái công thức chơi nó rất là đơn giản thôi anh em nhé. Quả này triển khai hai củ anh em này. Rồi, trước khi ra kết quả của tay hai củ tài này thì anh em đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình em nhá. Đánh này phải lắn lót anh em ạ, bởi vì nó hơi khó đấy. Ai chào đi quả xỉu, vừa mẹ thiếu đúng một điểm anh em này, vừa đủ điểm gãy. Quả này thì khẳng định là bú rồi anh em nhá. Xỉu 10 à, tài 15 vừa rồi đi xỉu, vừa rồi đi tài này. Xỉu 10 thì tay đầu đi tài 16 này. Xỉu 10 đi tài này. Tay xỉu 10 đi xỉu này. Xỉu 10 đi xỉu này. Xỉu 10 đi xỉu này. Xỉu 10 đi tài này. Xỉu 10 lại đi tài tiếp thì ở đây là nó ra một đường cầu là 3 con xỉu, 2 con tài. 3 2 1 ai cẳng qua nhỉ. Quả này thôi đánh xỉu thôi anh em nhé. Quả này đánh xỉu này. 3M. Húp luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Quả tài này nó lịch sử phiên nó dài đằng trước thì mình chưa bắt được anh em nhé. Anh em hiểu không? Chưa bắt được nhưng ở đây nó có một con tài thôi, ba con xỉu. Ba xỉu. Thì ở đây một tài rồi đúng không? Thì quả này mình đánh một xỉu nó là hợp lý rồi anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Đầu một tài ba xỉu, một tài lại đánh tiếp ba xỉu anh em hiểu không? Đấy, đánh nó đơn giản thế thôi, lại xỉu 10, quả này thì đánh tiếp một con xỉu nữa anh em nhé. Đấy, mình đánh đủ ba xỉu này. Tài này, ba xỉu này, một tài này, ba xỉu thì quả này mình lại đánh xỉu 10 lại đánh xỉu nhá. Ok chưa? Đánh xỉu anh em ạ. Ừ,
Rồi, ok, quả này làm củ 8 rồi anh em ơi. Húp luôn anh em này, thấy chưa? Quá đẳng cấp luôn, quả này ra quả xỉu 7 à. Xỉu 7 thì để xem sao đây anh em ơi. Quả xỉu 7 này cứ phải bình tĩnh. Ai à, có xỉu 7, có lịch sử phiên của xỉu 7. Tay sau mà xỉu 10 mình lại đánh tiếp xỉu anh em nhá. Đấy, đánh đủ 3 tay. Thế là đã quá ấm rồi đúng không? Xỉu 7 đi tài này. Xỉu 7 đi tài 13 này. Xỉu 7 đi xỉu 7 này. Xỉu 7 lại đi tài 11 này. Đấy. Xỉu 7 đi xỉu 9 này. Xỉu 7 đi tài 14 này. Và xỉu 7 đi xỉu 8 này. Thì quả này xỉu 7 đánh tài nó là hợp lý rồi đúng không anh em? Đánh tài nó là hợp lý luôn này. Quả này là xỉu rồi nhá. Quả này mình xỉu 7 đánh tài này. Ai chào căng thế nhỉ? Căng vãi trường em ạ. Đi biệt luôn cầu xỉu. Mẹ vãi trường không này. Tài xỉu, tài xỉu, tài xỉu. Đúng tay này gậy cầu đèn thế. Đèn hết chỗ. Đèn hết phần người khác anh em ạ. Cay nha. Xỉu 8 à. Xỉu 8 đi xỉu 7 này. Xỉu 8 đi xỉu 7 này. Một tay đầu này. Xỉu 8 đi tài 11 này. À, xỉu 8 đi xỉu 10 này. Quả này xỉu 8 đánh tài anh em nhá. Bắt cầu 11. Ok chưa? Rồi làm hai củ anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa? Hai củ hai đi anh em nhá. Nếu như húp để mình còn bú chọn hai củ cho nó dễ. Đấy quả xỉu này là đánh cầu 11 anh em thấy chưa? Húp luôn anh em thấy chưa? Quá là đẳng cấp phải không anh em? Đỉnh luôn. Đấy, 7 củ, hơn 7 củ lên, bây giờ lên 10 củ. Làm gì ra đơn giản thế đúng không anh em? Đấy. À, chúc tất cả những em nào mà áp dụng theo công thức của mình thì chúc em ra trận thang đầu là húp đó anh em nhá. Rồi, có lẽ là mình chốt 3 củ. Chúc tất cả những em nào áp dụng thì chuyển đâu là húp đó anh em nhá. Anh em đừng quên hãy cho mình xin một like và đăng ký để ủng hộ kênh cho mình em nhá. Bye bye anh em.